ca lâm sàng số 5, bệnh nhân nữ 34 tuổi vào viện vì lơ mơ và suy kiệt. 3 ngày gần đây bệnh nhân có triệu chứng cảm cúm và không ăn uống gì mấy. Đúng không? Kết quả khí máu thở oxy qua mát là 40%, pH là 7,29, PO2 là CO2 là 35, H2O/12, mg trên lít, PO2 là 198, SO2 94, đường máu cao. Có cái lạ là không ăn uống gì mà đường máu vẫn cao. Mà lại nhiễm toan. Cái này thở oxy hơi thừa đấy. Không cần đâu. Anh nghĩ cái này không cần oxy mát 40% đâu. Nha. Yeah. Tất nhiên là thừa oxy này nó cũng không gây có một số cái gì quá nguy hiểm cả, đúng không? Trừ một số bệnh đi, bệnh nhân thì bệnh lý về phổi. H2O/94, đường máu cao. Có bạn bảo toàn ketone đại đường. Đúng không? Hả? Bạn có thấy đúng không? Nào, ý kiến cao thủ xem nào. Các cao thủ đọc khí máu. Tại sao? Rồi. Ok. Kết quả pH này toàn PO2 bình thường, HCO2 rất thấp và một tình trạng toàn HCO2 rất là thấp, PO2 cao thừa đúng không? NO2 thấp, đường máu rất cao, chẩn đoán một cái toàn chuyển hóa toàn quan toàn ketone đúng không? Vậy cái này viết là ketone đúng không? Rất hài hước, có bù một phần và tăng oxy máu. Đúng không? Thì cái này anh nghĩ là cái này cho thở oxy thừa đấy, không cần phải oxy mát đâu em ạ. Đúng không? Như cái trong bài khí máu động mạch anh giải thích cho các chú rồi đúng không? Công nhận không? Không nọ dạy cái bài khí máu động mạch kia hiểu không? Alo. Nọ anh dạy cái bài khí máu động mạch kia hiểu không? Các chú ngộ ra được nhiều điều. Tuệ nọ hiểu hết bài anh dạy kia chưa? Chỉ hiểu can tăng mất bù rồi mà tăng HCO2 trừ. Có mỗi chỗ đấy thôi đúng không? Ừ. Vâng. Ừ, còn đâu các phần khác ok không? Không hiểu. Ừ, thế chú hiểu gáp trên gáp là gì chưa? Rồi. Ok, đơn giản đâu có gì đâu, đúng không? Chỉ dựa vào một cái bảng thôi, đơn giản. Còn chỗ kia thì chắc là vẫn phải nghĩ nhá, tại anh chưa giải đáp đâu, để cho chú nghĩ đã mới hay. Đúng không? Ok.